Bà con đang theo dõi cảnh báo dịch hại. Thông tin được thực hiện dưới sự phối hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, hôm nay ngày 8 tháng 1, mở đầu là thông tin về tình hình gieo sạ tại các tỉnh trong vùng. Theo đó, thông tin từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, vụ lúa đông xuân 2022-2023 hiện đã xuống giống được khoảng 1.441.696 ha. Trong đó có 946.606 ha lúa của bà con đang trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Về tình hình sâu bệnh hại, trong tuần qua, toàn vùng ghi nhận có 57.079 ha lúa của bà con đang bị các đối tượng sinh vật gây hại. Trong đó, bệnh đạo ôn lá, sâu năng mũi hành và sâu đục thân là các đối tượng gây hại nhiều nhất. Cụ thể, bệnh đạo ôn lá, toàn vùng có 18.775 ha lúa của bà con đang bị nhiễm bệnh, tăng 9.220 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10-15%, phân bố ở các tỉnh như Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang, Vĩnh Long. Đối với sâu năng mũi hành và sâu đục thân, theo các nhà nghiên cứu, nếu đồng ruộng bị nhiễm sẽ gây thất thoát khoảng 50% năng suất cuối vụ, do vậy bà con phải hết sức lưu ý đề phòng các đối tượng này. Trong tuần đã ghi nhận có 1.011 ha lúa của bà con bị sâu năng mũi hành và sâu đục thân tấn công. Dù diện tích nhiễm có dấu hiệu giảm, nhưng Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam cảnh báo bà con không được chủ quan lơ là. Về dự báo trong tuần tới từ ngày 9 tới ngày 15 tháng 1, đơn vị nhấn mạnh, thời tiết duy trì kiểu đêm và sáng sớm trời se lạnh, ban ngày âm u, ẩm độ cao sẽ là điều kiện cho bệnh hại phát sinh, phát triển trên đồng, đặc biệt là các trà lúa mạ và đẻ nhánh đến làm đồng. Bà con cần phải lưu ý đến các đối tượng như rầy nâu, vi khuẩn gây bạc lá, sâu cuốn lá nhỏ. Đáng chú ý cần đề phòng bệnh đạo ôn lá. Đây là một trong những bệnh hại nguy hiểm, chủ yếu lây nhiễm qua không khí nên có thể gây bệnh trên diện rộng và có thể xuất hiện quanh năm. Trong quá trình canh tác, bà con luôn phải theo dõi các dấu hiệu và yếu tố gây bệnh để phòng trừ ngay từ sớm. Theo đó, vết bệnh ban đầu mới xuất hiện có màu trắng chuyển dần thành màu nâu nhỏ bằng đầu kim. Vết bệnh nhanh chóng lan rộng, có hình thoi màu nâu nhạt, rộng ở giữa, nhọn ở hai đầu. Giữa vết bệnh màu xám tro, xung quanh nâu đậm, vòng ngoài cũng có màu nâu vàng nhạt. Khi bệnh nặng, các vết bệnh nối liền nhau tạo thành những vết lớn làm cho lá bị cháy. Nơi bị nhiễm nặng có thể bị cháy rụi hoàn toàn, từ đó làm cho bộ rễ bị thối và lá không được hồi phục. Để quản lý bệnh đạo ôn, bà con sử dụng sản phẩm Trubin Plus 400SC. Đây là thuốc đặc trị đạo ôn thế hệ mới với công thức phối trộn độc đáo là atrocitrobin và phenoxanin. Thuốc có tác động tiếp xúc, thấm sâu và lưu dẫn mạnh, tiêu diệt nấm bệnh ngay khi tiếp xúc với thuốc, tránh phát sinh bào tử lây lan trong ruộng lúa. Đặc biệt, khi sử dụng sản phẩm Trubin Plus 400SC, bà con không cần phải phối trộn với nhiều loại thuốc trong một lần phun mà vẫn đem lại hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp cho cây lúa quang hợp được tốt hơn, là tiền đề cho những hạt lúa sáng chắc sau này. Đến đây, cảnh báo dịch hại cũng xin được kết thúc. Thông tin được thực hiện dưới sự phối hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại bà con. Phú Nông mang đến sự khác biệt.